Cô chào tất cả các con. Ở bài học hôm trước, cô và các con đã cùng nhau tìm hiểu về phép cộng phân số. Vậy thì đối với phép trừ phân số, chúng ta thực hiện như thế nào? Cô và các con sẽ cùng dở sách giáo khoa trang 129 để chúng ta cùng nhau học bài nhé. Cô có ví dụ như sau. Từ 5 phần 6 băng giấy màu, cô lấy ra 3 phần 6 băng giấy để cắt chữ. Hỏi, cô còn lại bao nhiêu phần của băng giấy? Đây chính là 5 phần 6 băng giấy màu này các con. Cô đã lấy ra 3 phần 6 băng giấy để cắt chữ. Vậy thì cô còn lại bao nhiêu phần của băng giấy? Muốn biết còn lại bao nhiêu phần của băng giấy thì chúng ta phải thực hiện phép tính gì? À, chúng ta phải thực hiện phép tính trừ. Chúng ta lấy 5 phần 6 trừ 3 phần 6. Các con có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số 5 phần 6 và 3 phần 6? À, hai phân số này có cùng mẫu số. Vậy thì đối với hai trừ hai phân số cùng mẫu số chúng ta thực hiện như thế nào? Các con chú ý theo dõi nhé. Ta có 5 phần 6 trừ 3 phần 6 bằng. Đối với hai phân số cùng mẫu số, cô sẽ thực hiện phép tính trừ như sau. Cô sẽ lấy tử số của phân số thứ nhất trừ cho tử số của phân số thứ hai và cô giữ nguyên mẫu số. 5 phần 6 trừ 3 phần 6 bằng 5 trừ 3 phần 6 và bằng 2 phần 6. Vậy là chúng ta lấy 5 phần 6 băng giấy màu trừ cho 3 phần 6. 3 phần 6 băng giấy để cắt chữ. Vậy chúng ta còn lại là 2 phần 6 băng giấy. Muốn thực hiện phép tính trừ hai phân số cùng mẫu số, chúng ta sẽ lấy tử số thứ nhất trừ cho tử số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Cô nhắc lại. Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Vừa rồi cô và các con mới vừa cùng nhau tìm hiểu về phép trừ hai phân số cùng mẫu số. Vậy thì đối với phép trừ hai phân số các mẫu số, chúng ta thực hiện như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua ví dụ tiếp theo. Một cửa hàng có 4 phần 5 tấn đường. Cửa hàng đã bán được 2 phần 3 tấn đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường? Muốn biết cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường thì chúng ta phải thực hiện phép tính gì các con? À, chúng ta cũng phải thực hiện phép tính trừ. 4 phần 5 trừ 2 phần 3. Các con có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số này? À, chúng ta nhìn thấy là mẫu số của hai phân số này khác nhau. Vậy thì để thực hiện phép tính trừ hai phân số khác mẫu số chúng ta thực hiện như thế nào? Thì các con chú ý theo dõi nhé. Hai phân số 4 phần 5 và 2 phần 3 chưa cùng mẫu số nên bước đầu tiên thì chúng ta phải quy đồng mẫu số của hai phân số. Quy đồng mẫu số hai phân số 4 phần 5 và 2 phần 3. 4 phần 5 cô sẽ lấy tử số và mẫu số của phân số 4 phần 5 nhân với 3. Và cô được kết quả là 12 phần 15. Quy đồng mẫu số của phân số 2 phần 3. 2 phần 3 thì cô lấy cả tử số và mẫu số của phân số 2 phần 3. Cô nhân với 5. Và cô được kết quả là bằng 10 phần 15. Và các con đã nhận thấy này, 4 phần 5. Sau khi quy đồng thì chúng ta nhận được phân số mới là 12 phần 15. Phân số 2 phần 3. Sau khi quy đồng thì chúng ta được phân số mới, đấy chính là phân số 10 phần 15. Vậy 12 phần 15 và 10 phần 15 đã cùng chung mẫu số. Bước tiếp theo là chúng ta trừ hai phân số. Ta có 4 phần 5 trừ 2 phần 3 bằng 12 phần 15 trừ 10 phần 15 và cô được kết quả là
2 phần 15. Vậy để thực hiện phép trừ 2 phân số khác mẫu số, thì bước đầu tiên chúng ta phải quy đồng để đưa về 2 phân số cùng chung mẫu số. Rồi sau đó chúng ta sẽ thực hiện lấy tử số thứ nhất, tử số của phân số thứ nhất, trừ cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Cô nhắc lại, muốn trừ 2 phân số khác mẫu số, bước đầu tiên chúng ta phải quy đồng để đưa về 2 phân số cùng chung mẫu số, rồi sau đó chúng ta thực hiện phép tính trừ. Vậy chúng ta đã biết cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường chưa nào? Sau khi thực hiện phép tính trừ thì chúng ta nhận được cửa hàng còn lại 2 phần 15 tấn đường. Vậy muốn trừ 2 phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số 2 phân số rồi trừ 2 phân số đó. Cô nhắc lại, muốn trừ 2 phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số 2 phân số rồi trừ 2 phân số đó. Các con chú ý là trình bày giống phần trình bày trên màn hình của cô nhé. Và cái bước quy đồng thì chúng ta sẽ thực hiện ngoài nháp hoặc chúng ta có thể quy đồng nhẩm. Trước khi chuyển sang phần luyện tập, các con hãy trả lời thật tốt bộ câu hỏi cho cô nhé. Cô chào tạm biệt tất cả.